Đây là khuya rồi đấy, hàng bây giờ mới đi các bác này. Đấy, bây giờ bên bưu điện họ mới xuống lấy hàng để đi đây. Rất tối lắm rồi đấy. Các em thợ vẫn đang còn nán lại để mà làm cốc bia các bác này. Đấy, các em thợ đang nán lại làm gì bia đi hơi, các bác nào uống bia hơi rồi nên có bên em nhá. Bia. Hàng này đang cho bốc lên. Rồi, tối rồi. Giờ này là đi ngủ, trước ngày xưa là phải đi ngủ rồi đây. Tối quá, không thấy gì cả. Tối quá, không thấy gì các bạn ạ. Bao nhiêu? Đây, hàng đang chưa lên xe đây bác này. Ồ, viết rõ rõ tí, chị nội sao viết mờ thế này? Hồ Thanh Toàn. Ồ, viết mờ quá. Về nhớ là bảo cô Ngọc dán giấy em nhá. Dán giấy mũi tên với lại chống hàng giày vỏ em đấy. Cố gắng đi ngày mai đi để cho nó kịp các bác ạ. Không nếu mà mình dồn ngày mai là ngày mai thứ bảy mà. Ngày thứ bảy là hàng ngày mai không kịp nữa là lại muộn mất khóa thứ hai cơ. Bởi vì chủ nhật là người ta không nhận hàng. Thùng hàng rất là to, rất là lớn luôn. Muộn rồi. Muộn mấy cũng phải đi các bạn. Biết là muộn nhưng mà em phải cố gắng cho đi thôi. Anh Bằng này. Đấy, loài Yamaha anh Bằng, này. Lo này là anh Phan Trọng Điền này. Anh Phan Trọng Điền đóng thành hai chiếc này, biết lo này là gì em biết. Tối quá các bạn ạ, tối lắm. Tối các bạn thông cảm nha. Kiệt ơi, lôi ra ngoài con. Lôi ra ngoài nhanh. Cô lấy cái gì kìa, đưa đây. Cậu nhanh. Đó, kéo dính vào tay chết thôi. Rồi, bác nào làm ly bia này. Ôi, cậu đưa thằng Kiệt thì nó làm hết ly luôn. Ôi, hết ly luôn. Đây bác nào cứ nhu cầu về hàng hóa cứ liên hệ em với bác nha. Thì thông báo các bác hôm nay bọn em về rất là nhiều hàng rồi nên các bác cứ yên tâm đặt hàng thoải mái. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Không thiếu hàng các bác nha. Vô ca kinh. Cái này là vô ca kinh này. Vô ca kinh. Đúng vô ca kinh. Chào các bác nha. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nha. Chào và hẹn gặp lại.